tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi. Rồi mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn dâu đôi khi ta giận hờn. Yêu làm nhau cho nhau biết bao là ăn chăng. Bà con xa cũng bằng lát xin gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân. Chẳng phải dù tiền cùng một ngày sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Bà con xa cũng bằng lát xin gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân. Chẳng phải dù tiền cùng một ngày sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Giống như là cái chỗ mà cho giữ đồ thuê vậy á. Mấy ông shipper cũng kỳ nữa, tự nhiên tự mặc định cái quán cà phê của người ta là cái chỗ ship hàng vậy. Ai trong cái chung cư này á cũng nhờ quán của mình giữ đồ hết, sao chịu nổi. Mệt quá. Chị Hân, chị đặt cái lò nướng ở đâu vậy? Lò nướng nào? Ủa vậy là chưa khai trương hả? Khai trương cái gì? Khai trương quán nướng. Cái nướng gì? Ủa chứ bình thường á là em đi gần xa là em chỉ nghe một cà phê thôi à. Hôm nay đặc biệt lắm, em nghe cái mùi mà thịt nướng này nọ nhiều lắm á chị. Trời đất ơi, cái mũi em công nhận thính thiệt luôn á. Cái gì khính chứ, cái đồ ăn rất là thính. Quán chị cũng chuẩn bị khai trương nè, nhưng mà không phải là khai trương quán nướng mà là khai trương quán giữ đồ thuê á. Chị còn tính nhờ em á là đi in mấy cái card visit mà giữ đồ, mấy cái thẻ giống như là thẻ giữ xe vậy đó, phát cho mọi người trong chung cư nè. À em biết rồi, ý chị là kêu em làm bảo vệ á hả? Ừ, bảo vệ đồ ăn đồ uống rồi này nọ đó. Ừ, lao quá. Tự nhiên bảo vệ đồ ăn đồ uống gì à? Chị ơi, ôi cái này của ai vậy? Thôi cái này là của chị Lưu Lưu Ngọc á. Lưu Lưu Ngọc hả chị? Ủa nhưng mà sao chị giữ của chị? Thì không biết làm sao nữa. Cái anh shipper đó cũng lạ lắm. Mỗi lần mà vô chung cư mình giao đồ á là mặc định cái quán của chị là cái nơi giữ đồ à. Chị, bây giờ chị Lưu Lưu Ngọc chưa tới á. Bây giờ em ăn cái này, xong rồi lát chị đừng có nói với Lưu Lưu Ngọc nha. Thôi đừng ăn mà. Không có, thôi em ăn một miếng chứ không sao đâu. Thôi đừng ăn mà, kỳ lắm. Trời ơi, một miếng thôi mà. Thôi đừng ăn mà. Em ăn cái gì? Em ăn cái phô cầu. Cho chị cạp miếng ơi. Qua la chanh nè. Ôi Đức, cái cục thịt lụm lên giùm. Chán ghê, cái hộp gì lủng lỗ nữa, thiệt sự luôn á. Em á. Dạ chị á. Chị. Ủa chị, sao chị kỹ vậy? Đồ của mình giao tới rồi sao không tự xuống lấy đi, cứ gửi cho chị Hân tới lấy, biết phiền phức người ta lắm không? Ủa, phiền hả? Vậy chị xin lỗi nha, tại chị không biết. Tại có cái công việc bận cho nên là chị kêu shipper gửi tới quán mình nè, xong chị xuống chị lấy. Thôi, mà chị cũng kỳ cục nữa. Gửi đồ ăn gì mà kích thích cái vị giác của người ta quá trời luôn á. Ủa chị hả? Vậy cho chị xin lỗi em nha. Xin lỗi hoài à. Ủa chị, Ủa chị mua buôn bán được sao mà chị mua đồ dữ vậy? Cái này hả? Ừ. Chị mua chị mời mọi người mà. Gì? Ủa? Mời mọi người? Hả? Ủa cái ngày gì mà chị mời mọi người? Để mà ăn chung vui với chị đó. Ủa là cái đồ, chứ không phải này là đồ ăn cho chó hả? Ôi em ơi, chó nhà chị mà ăn đồ vậy, cho chó nhà chị ăn bình thường à. Ồ bình thường mà cái này hả? Ai cho cái này ăn? Là cho mọi người. Cho mọi người. Trời ơi. Ủa chị, vậy là quán của chị buôn bán đắt lắm đúng không? Em để chị nói cái lý do rồi mình ăn cho nó đàng hoàng nha. Đâu em nó làm gì đó, em bài biển nó thôi. Bài mày thấy chưa? Thì xin thông báo với hai em gái của chị. Dạ. Sau một thời gian gia nhập vào làng vậy, em chị mua đồ ăn nó tôn trọng chị. Tôn trọng chị xíu đi, trời ơi. Tôn trọng đi, mở lẻ ra nè, rồi tôn trọng rồi nè. Đó. Sao chị? Giờ tập trung nghe chị nha. Dạ. Sau một thời gian gia nhập vào làng kinh doanh thú cưng. Dạ. Lý Lý Ngọc này đã nắm trong tay, đã trở thành một bàn cái bài hư quen nhỏ kỳ lỡ mà cái cục thịt lỡ rồi ăn biết đút tao là chị rồi thôi đi mày ơi người cũng của em cũng ăn à. Dạ mà chị danh nhân chắc biết chị mấy cái chị nhỏ nhặt này đúng không? Ok dạ
Thôi chị thương em, dù sao chị cũng mua cho mấy em mà đúng không? Dạ đúng rồi. Chị nói tiếp nha. Dạ. Lily Ngọc đã trở thành một bàn tay vàng trong làng kinh doanh thú cưng. Em nghĩ đi, chỉ trong vòng một thời gian ngắn ngủn mà chị đã bán được hơn một nửa số mèo mà chị đang có. Ngoài ra chị còn bán được hơn 10 thùng thực phẩm dành cho chó mèo. Quá khủng. Thôi chị điên rồi. Không phải, ý em nói là tự nhiên em nhìn chị cái phong thái chị á, wow, giống doanh nhân thành đạt đúng không, như con cọp điên gì á. Nhưng mà ý là không phải không, ý là em thấy chị bán buôn bán vậy được, em mừng. Nhưng mà chị bán vậy chị có khuyến mãi gì không? Khuyến mãi gì em? Cái này, cái số lẻ này đó nó chưa có đủ đạt gọi là cái tầm để mà để chị khuyến mãi. À, phải cái con số cao hơn chị mới khuyến mãi được. Ôi chị buôn bán gì kì vậy? Mình bán á, mình phải kiểu mà người ta mua ủng hộ mình thì mình cũng phải có một cái chút quyền lợi, kiểu mà quà tặng hay gì đó cho người ta. Người ta thấy vậy á, người ta thích chị, thế người ta quay lại mua nữa. Đúng không? Ồ ha, ý này hay mà sao chị không nghĩ ra ta? Hai đứa ăn xong chưa, coi có cách nào nghĩ phụ chị coi. Đâu cần ăn xong nghĩ được đâu. Dễ à? Hả? Chị mua một chị tặng 10 đi. Tao mua một con mèo chị tặng 10 con mèo 34 luôn. Không mà tao mua một thùng thức ăn á. Chị tặng 10 thùng khác. Bán lẻ lẻ ơi, bán hết chó mèo ơi, chung cư đỡ khổ. Đúng rồi, xong rồi sẵn dẹp luôn cái hồi chó mèo của chị luôn. Tính là nó đang ăn đồ ăn của chị luôn á. Không phải nói gì mà vô duyên dữ vậy. Ăn thì ăn mà lý lẽ là lý lẽ. Hiểu không? Hay em biết không? Bỏ xuống đi, chị không cho mấy đứa ăn nữa, bỏ xuống. Đang vui vẻ tự nhiên cái hở là đòi dẹp cái hội chú cưng của chị là sao? Dạ. Nói cho hai em biết nha, cái hội những người yêu động vật lắm luôn của chị bây giờ nó đang ở trong một tầm cao, nó có một cái vị trí quan trọng, nó phải muốn dẹp là dẹp được đâu em ơi. À, ý chị là ôi dương, ý chị là chị dám chống cả cái chung cư này luôn gì? Tương lai là như vậy đó, cái hội những người yêu động vật lắm luôn của chị bây giờ nó đang rất là lớn mạnh, không phải muốn dẹp là dẹp được đâu nha. Bây giờ chị đang phát triển nó lên để cho tất cả mọi người trong chung cư này, những người đã chống đối chị, phải biết Lily Ngọc là ai, ai, ai. Này, chị nghĩ chị là ai vậy? Chị là Lily Ngọc. Sao mọi người mẹ bỏ tiếng này? Tiền này là của chị Lily Ngọc á, mua cho mọi người ăn. Lạ quá ha. Chị sắp đi đâu à? Hả? Chị mở tiệm ăn hoàng, chị mua mê bán đá. Sao cơ? Buôn mày bán đá kiểu là bán được á. Chứ em nghĩ sao giờ, em vừa vô là em muốn chị đi đâu, em với mẹ em y chang luôn, giống ai không giống, tự nhiên giống mẹ nào cũng muốn đuổi chị đi ra khỏi cái chung cư này hết. Nè, đừng có xúc phạm anh Hùng nha. Bây giờ chị nói thì để em nói chuyện với anh Hùng. Em có ăn nữa không? Em ăn nhưng mà thì để em nhỏ nhẹ. Anh Hùng, ý là chị ăn mê muốn mê bán đá thôi. Ở kệ cũng tới rồi, kệ chung vui cái đùi gà với tụi em nè. Không, anh không ăn. Ăn như này khác gì là đồng lõa với cả nuôi thú cưng trong chung cư. À, ý anh nói là ăn trên cái hành vi tội lỗi này hả? Đúng rồi, anh không ăn. Em thấy bình thường mà, thôi kệ đi, cũng tới lỡ rồi, ăn đi. Chẳng có gì mà bình thường cả, em ăn đi anh không ăn. Chắc chưa? Chắc không ăn chưa? Em tới đây là để em uống nước, chứ không phải là em ăn. Uống nước đúng không? Ừ. Hôm nay chị bao nguyên quán luôn, ai uống nước cứ tính tiền vô cho chị, bao hết. Thiệt hả? Ừ. Anh Hùng, uống gì em pha cho? Xanh một đen đá không đường. Em uống gì không? Lát xíu nữa em không khác, nhưng mà cho em hai ly nước cam mang về đi. Lát tính tiền chị. Ok không chị? Mang về hả? Ồ, chị doanh nhân thành đạt Lily Ngọc. Bé thiệt. Quỷ. Lấy cho nó 3 ly luôn đi. Nó nghe nè. Không phải lấy 10 ly đi, đem về cho bạn bè uống luôn. Chị nhìn thôi. Thật sự là 10 ly được không chị? 10 ly. Nữ doanh nhân Lily Ngọc. 10 ly đó cũng hơi cay đó, nhưng mà lấy luôn chị. Ok, chị trả gì chứ? Tiền của anh tự để anh trả nhá, không cần Lily Ngọc phải trả đâu. Em hay quá, em không thể nào mà uống một ly để mà chúc mừng chị được hả? Mừng cho chị nè, bán đắt được đúng không? Không, em thấy cái chuyện này chả có gì để đáng chúc mừng cả. Thôi anh ơi, bây giờ lỡ tới rồi ăn miếng cho vui nè. Anh thích ăn phô câu không? Em nhường cái phô câu cho anh. Sao vậy? Không thích ăn. Gì mà người khó chịu y chang mẹ anh luôn á. Nữa. Em thôi, đừng có nói mẹ em ở đây nhá. Lỡ mẹ. Thôi được rồi. Thì chủ yếu là tại chị muốn ăn mừng cái hội của chị thôi. Đúng anh rồi. Cũng bực quá. Lát ha. Cứ ăn đi. Em cứ ăn đi, em cứ uống gì em cứ kêu đi. Lát nhựa shipper của chị về đó, rồi nó đưa tiền cho chị. Tiền mà bán được á, chị trả hết. Chị nhận được tiền chưa? Chưa, shipper chưa về đưa tiền mấy đâu nhận. Ship code, chị ship code giao hàng cho người ta rồi, người ta mới đưa tiền. Trời. Khoan. Cái ly của Hùng để nó tự trả. Ok. Anh không trả được, Hoàng Yến trả anh. Ủa nhưng mà hồi nãy chị nói là tiền nước chị trả hết mà. Không, ly này để tự trả.
Mà chị bảo sao? Ship xong rồi mới nhận tiền đó. Ờ đúng rồi, bình thường không mà. Không sợ bị người ta lừa. Em, bây giờ là mình kinh doanh. Dạ. Yeah. Mình phải có lòng tin. Dạ. Yeah. Có lòng tin mình mới thành công. Đúng rồi chị, thật sự là yên tâm đi, nếu mà có lừa chỉ bị lừa thôi, anh nói bị lừa anh lo như vậy. Nhưng mà góp ý nha, mốt ăn mừng dù lưỡng mua cay quá nha, em ăn không được. Em bị sặc rồi nè. Mày ăn cho cố vô rồi bây giờ mình kêu không được không mua. Thôi thôi được rồi thì thôi, có lừa thì cũng chị lừa thôi. Anh đừng, anh có mất mát cái gì đâu. Alo. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Giờ sao? Rồi 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 rồi. Em về đi. Chán gì trời. Ủa có chuyện gì vậy chị? Tự nhiên bây giờ shipper gọi cho chị á, nói là họ đi tới giao thú cưng cho người ta, giao đồ ăn cho người ta. Xong rồi gọi người ta không nghe máy, rồi hỏi hàng xóm, người ta kia không biết cái người đó là ai luôn. Kỳ vậy? Không phải đâu, em nghĩ là chắc nhiều khi hàng xóm giận nhau á rồi nói không quen vậy thôi. Ông shipper của chị, ông kêu ông hỏi xung quanh hết luôn, chứ không ai biết người này là ai hết trơn á. Rồi giờ chị tính làm sao? Không lẽ chị bị lừa hết trời, nhưng mà không thể nào bị lừa được. Khi mà người ta mua của chị nha, người ta đưa địa chỉ, số điện thoại rất là rõ ràng luôn. Với lại người ta kiểu có lòng tin lắm, rất là chân thật luôn. Người ta còn kêu người ta còn gấp nữa, ship tới lẹ luôn. Chị có lòng tin thôi chứ người ta đâu có lòng tin đâu. Vậy là chắc chắn là chị bị lừa rồi. Thôi không được. Đấy, nếu mà chị bị lừa, chị phải đi báo công an, chị phải đi báo công an mới được. Trời ơi, chị làm cái gì biết cái nhà đó chính xác là nhà của người ta không mà đòi báo công an? Không, nhất định chị phải tìm ra người đó. Chị phải đi báo công an. Thôi, chị. Thôi mọi người ơi, chuyện lỡ cũng đã lỡ rồi. Ăn đi. Ăn đi. Chung cư này còn bị mệt mỏi với chị Ngọc nhiều không? Thôi kệ ra thôi, ăn đi. Quay, dừng lại. Chị lấy đồ ăn về. Bán không có được tiền rồi mà ăn bao. Chị rách bằng đường nào. Ha 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 ha. Cái đó chị cho. Ha 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 ha. Ăn nè, ngon lắm không?